thứ 6 ngày 12 tháng 1 năm 2024, vào lúc 23 giờ, trận khai mạc ASEAN Cup Qatar 2023 chính thức bắt đầu. Chủ nhà Qatar cũng là đương kim vô địch ASEAN Cup sẽ có màn so tài đầu tiên với đội tuyển Liban. So với Qatar, Liban bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Cụ thể trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Liban đứng thứ 107, còn đội tuyển Qatar đứng vị trí thứ 58 trên bảng xếp hạng, vậy Liban kém Qatar đến 49 bậc. Trùng hợp là tại kỳ ASEAN Cup 2019, Liban cũng nằm cùng bảng với Qatar. Khi ấy, Qatar đã thắng Liban với tỷ số 2-0. Với đội tuyển Liban, đây mới là lần thứ 3 đội bóng này góp mặt ở vòng chung kết ASEAN Cup, hai lần trước đó là vào các năm 2000 và 2019 và không có thành tích gì nổi bật. Còn Qatar đã tạo ra một cơn sốc khi đánh bại ông kẻ châu Á, đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3-1 để lần đầu lên ngôi vô địch ở kỳ ASEAN Cup năm 2019. Ở 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội bóng thì Qatar thắng 4 trận và 1 trận hòa, Liban không có trận thắng nào và cũng chỉ xuyên thủng lưới Qatar đúng một trái duy nhất ở trận hòa. Các bạn nếu muốn dự đoán tỷ số trận đấu thì comment bên dưới cho vui nha. Để xem tài năng tiên đoán của các bạn giỏi đến đâu. Nhớ nhấn like để ủng hộ kênh với nhé. Cảm ơn nhiều.